Thưa quý vị và các bạn, thung lũng Mường Hoa ở Sapa vốn nổi tiếng với những triền ruộng bậc thang trải màu vàng rộm của mùa lúa chín, mùa đẹp nhất trong năm. Nhưng cũng có một thung lũng Mường Hoa không kém phần hấp dẫn, đó là màu xanh ngút tầm mắt của lúa đang kỳ ngậm sữa, mang đến cảm giác yên bình, quyến rũ đối với bất kỳ ai có dịp đến đây. Chỉ với một chiếc điện thoại smartphone, tôi đã có cho mình những tấm hình selfie với cánh đồng lúa tuyệt đẹp như thế này. Bạn đã có chưa? Nếu chưa có thì cũng đừng lo, bởi vì những thửa ruộng bậc thang của Sapa vẫn còn tuyệt đẹp như thế này đến giữa tháng 9. Từ cánh đồng lúa xanh, lúa sẽ bắt đầu ngả vàng và chín đều, thì người nông dân sẽ bắt đầu đi gặt. Tranh thủ thời gian này thì các bạn hãy dành thời gian đến với Sapa để có những trải nghiệm tuyệt vời. Lần đầu tiên đến Sapa, anh Benjamin cùng gia đình lựa chọn trải nghiệm trekking thung lũng Mường Hoa để ngắm ruộng bậc thang. Dù đã đi du lịch ở nhiều nơi, nhưng anh rất ấn tượng với màu xanh ở thung lũng Mường Hoa mùa này. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm mùa lúa tại Sapa. Khung cảnh ở đây thực sự rất tuyệt vời. Trải nghiệm này khiến cho tôi cảm thấy rất thích thú. Tôi đã chụp được rất nhiều ảnh và video đẹp. Tôi sẽ đăng lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè của mình cùng xem. Ngoài thung lũng Mường Hoa, Sapa có rất nhiều địa điểm để du khách trekking ngắm những thửa ruộng bậc thang đang kỳ xanh ngắt đầy sức sống như nậm xài, nậm cang, thanh kim. Những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau, từng lớp sóng lúa đung đưa trong gió, đem theo hương thơm của lúa non đến từng thôn bản nhỏ. Để đi trekking ngắm lúa này thoải mái nhất thì du khách nên chuẩn bị cho mình những cái như là những cái đôi giày thể thao, để đi bộ cho nó dễ đi, đỡ bị đau chân, và mặc những cái quần áo không bị bó sát người quá. Thì và thường thì đây là vào những cái mùa hè thì là nắng gắt, thì mình lên mình chuẩn bị trang bị cho mình những cái mũ để che đỡ bị cháy nắng, và luôn luôn mang theo nước trên một cái ba lô. Đó, mình có vô mình xem mấy cái tấm hình mấy bạn mình hay đăng á. Mình cảm giác là thích cái nhìn cái cánh đồng lúa xanh ruộng bậc thang, nó nhìn lên á, cảm giác rất là nhìn kiểu nó thư giãn. Xong đó lúc mình đi mình cảm nhận bằng mắt thì thấy thực sự là rất là đẹp. Giữa tháng 8, màu xanh của những cánh đồng này sẽ dần ngả sang vàng. Sapa bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thời tiết trong lành, mát mẻ, thì du lịch xanh hay mùa vàng ở vùng cao này đều mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị.